Ok và hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Java Mi Ladder. Và có thể các bạn đã thấy đấy, thì dạo này mình làm video khá là ít. Thì đó là một phần đấy, là do hiện tại mình đang thi. À không phải hiện tại nhá, bởi vì mình đã vừa thi xong ngày hôm qua rồi. Yeah. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video. Đó là top 5 những cái điều thú vị mà các bạn có thể làm khi chơi Minecraft. Thì như trước mà các bạn đây, đó là một cái đây nhá, đây là một cái thùng, một cái thùng, và mình đã đè bên ngoài nó một cái khung vật phẩm. Và bây giờ nhá, đây mình hướng dẫn các bạn cách để ngụy trang cái này. Đó đấy, các bạn sẽ thấy ngụy trang rất là hoàn hảo. Ở trong những cái video trước đấy thì mình đã giới thiệu với các bạn, đó là cái thùng đấy có khả năng để đồ ở một cái vị trí rất là chật hẹp, tiện lợi hơn nhiều so với cái rương nha. Đây. Đó thì các bạn sẽ thấy là cái thùng ở đây. Nó đây. Các bạn hoàn toàn có thể cất đồ vào trong cái thùng này. Và sau đó các bạn sẽ che lại cái thùng bằng một cái khung vật phẩm. Và sau đó các bạn sẽ để cái tấm bản đồ vô nhá. Thì cái tấm bản đồ nó sẽ che toàn bộ cái khu vực có cái thùng. Thì các bạn sẽ thấy là không có bất cứ cách nào để có thể nhận biết được cái thùng đấy nó xuất hiện. Chỉ có cách đấy, đấy là các bạn sẽ xoay bánh đập. Thì các bạn sẽ thấy được, đó, đằng sau nó sẽ có một cái thùng. Và nếu mà các bạn biết cách ngụy trang hơn nữa đấy, đó, đâu nhỉ? Đây đúng không? Ồ, đây đúng rồi. Thì các bạn sẽ thấy là cái thùng đấy nó có một cái vẻ bề ngoài khá là giống so với mấy cái tấm mấy cái cục gỗ như thế này đấy. Thì nó vẫn hơi khó phát hiện một tí thôi. Tuy nhiên nếu ai tinh mắt đấy vẫn có thể thấy được. Nên mình khuyên các bạn nên ngụy trang cái thùng đấy bằng một cái bản đồ. Như vậy các bạn sẽ đặt cái thùng vô như thế này. Đây. Và ok, và điều tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái lỗi của cái cánh cửa này. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái cánh cửa gần như đã đi vào huyền thoại của Minecraft. Thì tất nhiên vẫn có một vài lỗi đấy. Đầu tiên đấy là cái cửa đấy nó vẫn chưa có cái hiệu ứng mở chậm, mà thay vào đó các bạn bấm một phát thì nó sẽ mở ra ngay lập tức. Đấy, thì đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có một vài cái lỗi khá là thú vị. Thì đầu tiên nhá, các bạn sẽ thấy đấy, ở cái phần này nhá, các bạn sẽ đếm này, 1, 2, 3. Các bạn sẽ thấy là dù cánh cửa đã mở ra đấy, tuy nhiên thì có 3 phần trên cánh cửa nó không hề thay đổi một tí nào. Dù các bạn đã mở cánh cửa ra. Đó, đây là cái phần cánh cửa nhá. Đấy, luôn có một cái phần gần như không bao giờ thay đổi mặc dù cánh cửa nó đã mở ra. Và cái điều hư cấu tiếp theo, thì cái điều này mình thấy cánh cửa này đấy kiểu bị ma ám hay sao ấy. Đây, thì khi mà mình đóng cánh cửa lại, các bạn sẽ thấy là ở đây có một cái chốt. Tuy nhiên khi mà các bạn đóng lại, boom, cái chốt này nó đã biến mất. What? Thì tương tự như vậy, khi mà các bạn nhìn ở cả đằng trước lẫn đằng sau thì đều có một hiện tượng xảy ra giống hệt nhau. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái phần chốt để cố định cánh cửa với lại cái tường đấy, thì cái phần này nó sẽ bị biến mất khi mà các bạn mở cánh cửa ra. Không hiểu tại sao lại như vậy. Đây mình nghĩ là do một cái lỗi đấy. Và điều tiếp theo thì chúng ta đến với một cái điều về cây nỏ. Đây, pam chịu. Pam chịu. Ồ, mới có 2 phát đã giết được con ngựa rồi. Đấy, cây nỏ của chúng ta rất là mạnh. Thì đây là một cây nỏ nhá. Thì cây nỏ này nó đã được enchant, đó là phép multi shoot. Và cái phép này nó sẽ cho chúng ta khả năng đấy là bắn ra 3 mũi tên cùng lúc. Thì có cái điều gì đặc biệt ở đây không? Đấy, nó có thể bắn ra 3 mũi tên, chỉ vậy thôi. Chẳng gì đặc sắc cả. Đấy. Nào. Mày không cho tao cưỡi đúng không? Mày nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử cầm cái mũi tên khác lên trên tay nhá. Đây, ví dụ bây giờ mình sẽ cầm cái mũi tên
cái loại mũi tên phát sáng ấy. Đây. Đấy. Phạm chịu thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bắn ra và nhuộm sáng mục tiêu. Tuy nhiên thì tác dụng đấy nó không chỉ ở một cái nhá, mà nó sẽ ở cả ba mũi tên luôn. Đây. Đó. Ồ. Cái này nó hơi khó làm một tí nhá, bởi vì phải có hai mục tiêu cơ thì mới có thể hiện được cả hai con. Được. Bây giờ mình sẽ thử tạo một vài con nhá. Đây, ví dụ như là con bò chẳng hạn. Nào. Nào. Yeah. Hơi. Pam chiu. Thì các bạn sẽ thấy là cả ba mục tiêu đều bị phát sáng thay vì chỉ một. Nghĩa là cái phép multi shoot này đấy, nó sẽ nhân bản cái mũi tên ra của các bạn ra làm 3 phần. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không thể lợi dụng cái điều đó để bung mũi tên, mà các bạn sẽ đây, các bạn chỉ có thể sử dụng nó rồi nhá, chứ không thể nhặt lại nó được. Đó, như thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Và tương tự như vậy, ngoài cái mũi tên phát sáng ra, các bạn cũng có thể làm với bất cứ loại mũi tên nào khác. Ví dụ như là mũi tên tẩm độc. Đây, mũi tên tẩm độc. Nào. Đây. Nào. Mày. Mày. Úi xời. Đấy, các bạn thấy không? Con bò. Cái con bò này chắc giờ thổi vắt chết luôn này. Nào nào. Đó, các bạn thấy không? Đây. Nào nào. Mày này. Bò con. Ôi, cái con bò con này giờ cũng thổi vắt chết luôn này. Ây. Nhưng mà theo như mình thấy đấy, thì cái mũi tên cái mũi tên gây sát thương đây, cái mũi tên này khi sử dụng với cái nỏ mới là loại mạnh nhất. Bởi vì đó, mày, nó sẽ gây sát thương ra gấp 3 lần so với một cái mũi tên tẩm độc bình thường. Và ở điều tiếp theo thì chúng ta xem với sự thật về ba cái lò. Thì ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng hai cái lò mới và một cái lò mà các bạn đã sử dụng từ thời thử đỡ nhau với chư bát giới. Thì ở đây chúng ta sẽ có, đây là cái lò smoker, đây là cái lò thường, còn đây là cái lò blast furnace. Thì cả ba cái lò này đấy đều có chung một đặc điểm, đấy là nấu. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái sự khác biệt đấy. Thì cái lò này chuyên để nấu ăn, cái lò này chuyên để nấu kiểu quặng khoáng sản đấy, còn cái lò này thì lại chỉ để nấu mấy cái nó có thể nấu được cả hai nhá. Tuy nhiên thì tốc độ của nó sẽ không nhanh bằng hai cái chuyên này. Cái này đấy, nó sẽ nấu thức ăn với tốc độ nhanh gấp đôi. Còn cái này sẽ nấu quặng với tốc độ nhanh gấp đôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ test thử trước nhá. Đây, mình sẽ thử bỏ cái thịt vào đây chung với hai cái này cùng một lúc luôn nhá. Và bây giờ mình sẽ so sánh tốc độ. Ồ, vậy là cái này nó đã nấu xong một cái miếng thịt rồi. Ồ, còn cái này thậm chí còn chưa xong một cái nữa cơ. Rồi, cái này nó đã xong cái thứ ba. Còn cái này mới được có một cái rưỡi. Thì điều đó đã chứng tỏ cái lò này nhanh gấp đôi so với cái lò này. Bây giờ mình sẽ thử đợi cho đến khi nào nó nung xong nha. Ồ, không biết xong chưa đấy. Ồ, vậy là cái lò này gần xong rồi. Rồi, vậy là chúng ta đã có tổng cộng 8 miếng thịt bò. Còn bên này mới có 4 miếng rồi. Oh my god. Đấy, một cái tốc độ phải nói là cái tốc độ nấu của hai cái lò này đấy, các bạn sẽ thấy là nó khác biệt khá là rõ rệt. Tuy nhiên thì cái lượng đốt năng lượng nhiên liệu của hai cái lò này nó cũng là khác nhau. Thì cái lò này mới được có một nửa, mà cái lò này nó đã hết mẹ nó từ đời nào rồi. Đấy, đây cũng là hai cái điểm khác nhau giữa hai cái lò này. Và bây giờ các bạn sẽ để ý cái lượng kinh nghiệm mà mình nhận được sau khi nung được 8 miếng thịt. Thì đây là cái lượng kinh nghiệm mà mình nhận được của cái lò smoker sau khi nung được 8 miếng thịt. Còn đây là lượng kinh nghiệm mình nhận được sau khi nung xong 8 miếng thịt ở cái lò thường. Thì các bạn có thể thấy đây là phần của cái lò smoker nhá. Còn đây là phần của lò kinh nghiệm. Các bạn sẽ thấy là nó có một cái sự khác biệt khá là lớn giữa hai cái phần này. Và tất nhiên đổi lại cái tốc độ nhanh gấp đôi đấy, thì lượng kinh nghiệm sẽ bị trừ xuống còn một nửa. Nghĩa là cái lò thường đấy, nó sẽ cho các bạn đấy một cái lượng kinh nghiệm nhiều gấp đôi so với cái lò smoker. Nhưng mà theo cá nhân mình thấy đấy, thì cái lò smoker với cái lò này, cái lượng kinh nghiệm nó cũng chả quan trọng mấy đâu. Và cuối cùng thì chúng ta xem với một cái tác dụng khác của cái Green Stone. Thì cái Green Stone đấy có một cái công thức chế tạo
mà mình phải nói đấy là rất là dễ làm. Đây, thì đây chính là công thức dùng để chế tạo ra cái Green Stone. Đó, rất là dễ làm. Và ngoài cái khả năng phòng thủ bất diệt của mình ra, thì nó cũng có khả năng. Đấy là... Đây, các bạn hoàn toàn có thể dùng nó để sửa chữa những cái vật phẩm. Tuy nhiên thì nó sẽ không có tác dụng với các vật phẩm dùng để enchant nhá. Bởi vì ở đây nó có chữ disenchant, nghĩa là xóa cái enchant ra đấy, khỏi cái vật phẩm. Thì mình thấy cái này đấy, thà mình dùng cái đen nó còn hiện đại hơn. Tuy nhiên thì bởi vì nó rất là dễ làm nhá, và có một cái sức phòng thủ rất là lớn. Và ngoài ra đấy, nó cũng rất là dễ bị phá hủy bởi tay. Thì các bạn sẽ thấy, các bạn hoàn toàn có thể dùng nó để làm một cái vật để phòng thủ khỏi những vụ nổ cho những nhà, cái nhà của các bạn đấy. Thì các bạn có thể gắn nó xung quanh nhà như vậy. Đây, vì nó rất là dễ làm nhá, chứ không khó đào như cái obsidian mà các bạn có thể đập ra như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ đặt kín luôn nha. Ok, vậy là mình đã đặt xong tất cả những cái Green Stone. Đây, mình sẽ đặt nốt cái phần này. Đấy, mặc dù nhìn cái căn nhà của các bạn sẽ hơi bị ghê sau khi đặt mấy cái Green Stone này. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái sức phòng thủ cực kỳ lớn. Giữa các những cái vụ nổ đấy, thì nó sẽ phòng thủ được hết luôn. Bây giờ mình sẽ test thử với TNT nha. Thì bây giờ mình sẽ test thử với TNT nha. Đây, here. Nào, chắc là mình sẽ đặt như thế này. Đây, and boom, 1, 2, 3. Ok, và các bạn có thể thấy là mặc dù tất cả những vùng đất xung quanh đều đã bị phá hủy, ngoại trừ cái chỗ này đấy, cái căn nhà của chúng ta thì nó vẫn còn nguyên. Nhưng mà mình không hiểu tại sao nó vẫn bị phá hủy một phần. Rồi đâu, mình sẽ... Oh my god. Đấy, các bạn sẽ thấy là hầu hết các vật dụng trong nhà đều còn nguyên, ngoại trừ một vài chỗ như là nóc nhà đấy, thì như mình vẫn chưa để kín cho lắm, nên nó vẫn bị phá hủy một phần. Đấy, ngoài ra thì căn nhà của chúng ta vẫn còn nguyên si, không có thiệt hại gì. Rồi, đấy. Và nếu như các bạn thấy thích cái video này của mình thì nhớ like, share và subscribe kênh, và để các bạn có thể cập nhật được các video mới nhất. Và cũng như là đồng mình. Ok, bye bye. Get sick.